của đại gia đình. Và ngay bây giờ đây, xin mời hai bên gia đình chúng ta hãy dành một nụ cười thật tươi và cúi chào toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng như thay lời cảm ơn sự hiện diện của mình đã có mặt để cùng chúc vui với đại gia đình. Xin mời gia đình của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, kêu và được kêu là phép màu và tạo hóa mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Những lòng quy luật ấy và kết thúc thực sự là chú rể Hoàng Tôn cũng đã tìm được một nửa của mình. Và ngày hôm nay đây là ngày hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chắc chắn rằng qua một thời gian tìm hiểu, cô dâu và chú rể cũng đã tìm được một nửa. Và ngày hôm nay đây rất là hạnh phúc được sự chứng kiến của toàn thể quý vị, cũng như hai bên gia đình đã đồng tình, đồng ý để tổ chức lễ vu quy cho cô dâu thực sự và chú rể Hoàng Tôn. Ngày hôm nay đây, ngày 22 tháng 2 năm 2023, tức là ngày 3 tháng 2 năm Quý Mão, gia đình ông Lô Văn Hồi và bà Vi Thị Xuân kết tình thông gia với gia đình ông Lô Văn Ngốn và bà Lô Thị Giang tại Lam Khê, Chi Hê, Con Cuông. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, nhân dịp đầu xuân năm mới, trung tâm tổ chức sự kiện dạp cưới Ngọc Long xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, thay mặt cho những người làm chương trình, đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin phép được trịnh trọng tuyên bố lễ vu quy của cô dâu Thị Dụ và chú rể Hoàng Tôn xin phép được bắt đầu. Nghĩa mẹ như nước, người hùng biển đông, giờ nay nên vợ nên chồng, không thể hiểu thương nhân này, phát sâu thì phải lần đò, nếu vợ hạnh phúc thì phải nghe lời dặn dò mẹ cha. Và ngay sau đây xin được chào mọi người và giới thiệu ông Lô Hùng Thương, là trẻ trẻ bên một đoàn đó sẽ có người phát biểu cũng như sẽ có lời cảm ơn đến mọi người vì đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin chào. Kính thưa toàn thể và đại biểu, thưa toàn thể con tên hay hò, kính thưa toàn thể xa gần, qua hết đường, qua hết ngày này cũng tốt, gia đình họ gái, xin trước hết là cảm ơn tất cả quý ông quý bà, cô chú, bạn bè gần xa đã không ngại đường xa xa xôi, thời tiết còn đã về chút một chút thời gian về vui vui ngày vui quy của hai cháu. Thay mặt cho gia đình nhà họ gái xin ra mắt với toàn thể hội trường, xin hỏi nhà gái cùng toàn thể bạn bè gần xa, tôi là ông của hai cháu hôm nay tổ chức ngày hôm nay cùng mong rằng cô cháu hôm nay sẽ trở thành dâu của bên nhà họ trai. Trước mắt là cháu còn đang bờ ngờ, khi về làm dâu ai cũng thế, cũng mong rằng bên họ nhà trai cố gắng dìu dắt để chạy vào cháu để trở thành giáo hiền. Còn vấn đề là cháu về thì chúng ta sẽ tiếp tục để có cháu làm quen môi trường cùng thời làm rể của nhà gái chúng tôi. Một lần nữa xin đầu xuân năm mới kính kính chúc toàn thể chú công và con bên ai họ bạn bè gần xa, cho các chú bạn bè nam nữ chúng ta sang năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hai cháu luôn luôn là hạnh phúc trong bạc thăng long, và chúc hai bên thông gia bền vững giao sơn để chúng ta cùng nhau cùng lộc của hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Hãy
một lần nữa xin chân thành cảm ơn lời phát biểu ngắn gọn, xúc tích của ông Lô Hồng Thương đã gửi gắm tới toàn thể quý vị, cũng như là gửi tới lời chân thành của dành cho hai con hai cháu của mình. Thì ông nói rằng con có ấn mà cha có con, và ngày hôm nay đây em chính thức về làm sâu nhà người thì phải học ăn, học nói, học gói, học mời để cùng chung nhau buồn vui để xây nên mái gia đình hạnh phúc. Và kính thưa thân thể quý vị thân mến, để đáp lại những tình cảm thân thương ngọt ngào của đại gia đình Hòa Nhà Gái thì ngay sau đây xin kính mời và trân trọng giới thiệu ông Lô Văn Thiệu, đại diện Hòa Nhà Trai cũng có đôi câu tâm tình. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa nào, kính thưa bà con cô bác và anh em gần xa, hôm nay gặp tại hội trường và kính thưa ban tổ chức hội trường, đầu tiên không có gì trân trọng kính chúc bà con cô bác thông gia anh em họ hàng luôn luôn mạnh khỏe dồi dào để cùng với con cháu. Tôi thay mặt cho đến họ trai hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình tổ chức hai cháu là một ngày hạnh phúc nhất, gặp bạn bè anh em bà con có bà. Cảm ơn chúng ta tổ chức một ngày giờ cơm cơm lành cháy ngọt, rất cảm ơn chúng ta đón tiếp và bà con có bà hôm nay. Cuối cùng không có gì hơn chúc bà con cô bác và chúc hai cháu luôn mạnh khỏe, trăm năm hạnh phúc vẫn được. Ý nghĩa của ông Lô Văn Thiệu, đại diện bên họ nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy xuất ra những ly rượu đồng nàn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để dâng lên những bậc sinh thành cũng như hai bên gia đình ngày hôm nay đây thắm kết tình thông gia. Xin mời chú rể hãy xuống phía dưới đi ạ. Uống chung một chén rượu duy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể được hạnh phúc trăm năm. Xin mời toàn thể quý vị ạ. Xin mời quý vị ở dưới hãy xuất ra những ly rượu của mình đi ạ. Nếu mà không uống được rượu thì chúng ta hãy uống 360 độ cũng như là uống nước ngọt đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta hãy xuất thật cao đúng không ạ? Vâng ạ, cánh tay của mọi người đâu ạ? Hãy nâng ly ạ. Chén rượu chung vui ạ, chúc phúc cho cô dâu chú rể ạ. Đề nghị mọi người hãy nâng lên ạ. Xin mời quý vị có thể sang thật cao đúng không ạ? Nếu cao lên nữa ạ. Đâu ạ? Nếu mà không uống rượu thì chúng ta uống nước ngọt đúng không ạ? Sớm lên đi ạ. Được chưa ạ? 1, 2, 3, rồi xin mời. Vâng ạ, xin mời ạ. Duy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay cũng như hai bên gia đình cùng chung khởi toàn thể quý vị để chúc cho em được hạnh phúc trăm năm. Xin mời toàn thể quý vị hãy hướng lên sân khấu để cùng chứng kiến những cái bắt tay, những cái ôm của hai bên tham gia ngày hôm nay đây. Hai bên tham gia thắm kết tình thông gia, kết nối bền chặt. Xin mời quý vị. Xin mời bố và mẹ của cô dâu hãy nắn lại trên sân khấu một chút ạ. Xin mời các vị của chúng ta có thể xuống phía dưới để cùng tiếp đón quý quan khách gần xa cũng như bạn bè của cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày hôm nay đây là ngày hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Nguyễn ơi, mình lên đấy mà Nguyễn. Chú rể Hoàng Tôn và cô dâu Thủy Dụ chính thức lên riêng vợ chồng. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời là mẹ vẫn theo con. Và ngày hôm nay đây em chính thức về làm dâu nhà người. Và
của mình hãy dành cho người con gái thân yêu của mình bằng một cái ôm để ngày hôm nay được gọi là một cái ôm để chia tay người con gái của mình về làm dâu nhà người, được không ạ? Xin mời toàn thể quý vị ở dưới có thể vừa nghe sân khấu chính thức ra mẹ ạ. Vâng, em hãy ôm bố đi ạ. Hãy dành một cái ôm của bố. Tôi rất là xúc động, đúng không ạ? Và cái ôm này được sự chứng kiến của toàn thể quý vị như minh chứng rằng cô dâu đã về dâu, đã về dâu, về làm dâu nhà người, đúng không ạ? Hãy dành cho đại gia đình của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Những giọt nước mắt này tràn đầy hạnh phúc. Xin mời bố mẹ của cô dâu hãy trở lại với ở phía dưới để cùng đi nhận những lời chúc của toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quý vị có thể nán lại một chút để cùng hướng lên sân khấu để chúc hướng những nét thẹn thùng của cô dâu và chú rể, đúng không ạ? Vâng ạ, cô dâu và chú rể hãy lấy lại bình tĩnh, đúng không ạ? Hãy nở một nụ cười thật tươi. Quý vị bên dưới hãy dành cho chú rể và cô dâu và chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Kính thưa các bạn, quý vị thân mến, tiếp tục chương trình tiệc cưới trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến về tổ chức của sân khấu để cùng thực hiện một nghi thức phát triển giao môi. Xin mời cô dâu và chú rể. Anh là người du hành là lại lấy những cái hình mẹ mà tay bay là từ đây. Xin mời chú rể hãy cầm lấy một chai bắt ra những nước bề ngoài như hãy sắp thật mạnh, đúng không ạ? Chú rể hãy sắp trước đi ạ, sắp thật mạnh nhá. Quý vị bên dưới hãy hướng lên sân khấu có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Sắp thật mạnh nữa đi ạ. Đề nghị với chú rể là hướng sắp sắp mạnh về phía khán giả. Vâng ạ. Chúng ta cùng thắt tay nhau uống nghi thức uống rượu ra môi ạ.
duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau. Thủy chung sắc son tình yêu. Và ngày hôm nay đây, với nghi thức uống rượu ra môi cũng đã khép lại một chương trình tiệc cưới của cô dâu và chú rể. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, đối lời cho hai bên gia đình, hết sức gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, sự hiện diện của toàn thể quý vị là niềm vui, là niềm vinh hạnh của đại gia đình. Chúc cho chúng ta có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc.